ngày hôm qua đôi ta mới trao nụ hôn, một vòng tay yêu thương ấm áp tràn hòa. Người tôi yêu nhỏ xinh e ấp bên tôi, nụ cười em lung linh trong nắng mai. Ngày hôm nay đôi ta ngỡ như là mơ, thỏa lòng mong ước khao khát đã bao ngày. Từng làn gió yêu thương gợi nhắc cho tôi những kỷ niệm, những dấu yêu hôm nào. Mới hôm qua ngại ngùng khi chung lối, bước bên em nghe hạnh phúc trào dâng. Mộng về em đêm đêm tim tôi thẫn thờ, em hững hờ dấu nỗi nhớ trên môi. Mới hôm qua ngại ngùng em khẽ sớm dưới đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng đến lúc tình truyền trăm năm. Chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm theo sau anh rước em vì làm dâu. Ngày lành trong tháng chào cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ô dù qua xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly. Ngày mình du quý thì ngần ngày chi một hai ba vô hết ly. Kiều vàng ngựa ô anh khớp đón em về dinh rồi.
bão sóng gió, chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Let's get it. Ai muốn cưới sớm, ai muốn cưới sớm thì đưa tay cao cao lên nào nha. Let's get the baby, baby. Let's get the baby, baby. Let's get the baby, baby. I'm gonna marry you. Trai tài gái sắc, đôi mình là nhất. Lại trên sớm dưới, đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng, đến lúc tình truyền trăm năm. Chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm, theo sau anh rước em về làm dâu. Ngày lành trong tháng, chào cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn bạc. Ôi dù quá xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly. Ngày mình du quý thì ngần ngày chi, 1, 2, 3 vô hết luôn. Kiều già ngựa ô, anh khớp đón em về Vinh rồi. Hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu, cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió, chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Chỉ dầu cầu vàng mà đóng đinh, anh sẽ đưa em đi về Vinh. Anh hứa yêu em mãi chung tình, mãi chung tình. Cầu tre gặp gần mà khó đi, anh sẽ dắt tay em nhiều đi. Ô dù qua xa từ đây hết ê. Kiều già ngựa ô, anh khớp đón em về Vinh rồi. Hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu, cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió, chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Chỉ mình anh thôi được cầm tay em đặt vào con tim này dấu yêu. Và nhé, chỉ mình em thôi được cầm tay anh đặt vào đôi vai gầy âu yếm. Rồi nói trọn đời bên nhau mình cùng chia đôi ngọt ngào yêu thương này đắm say. Lời hát chỉ dành trao em người mà anh yêu thật nhiều trong tim này. Em nhé, cùng nguyện ước bên đời, lòng này mãi yêu người, nụ cười thắm trao lời dấu yêu. Và từng vì sao kia tựa yêu thương đôi ta sẽ còn mãi trên bầu trời kia. Tận sâu trong tim ngàn lời trao em, mượn giấy bút viết hoa vào câu ca. Ngày tháng mình tựa vai nhau đã cho anh bao mơ ước. Và nhé, cứ thế từng mùa trôi qua, hạnh phúc đôi ta càng ngọt hương thêm. Ngày vui sẽ đến thật gần em ơi, hãy mỉm cười. Em yêu nhé, anh yêu em. Được cầm tay em đặt vào con tim này dấu yêu. Và nhé, chỉ mình em thôi được cầm tay anh đặt vào đôi vai gầy âu yếm. Cùng nguyện ước bên đời, lòng này mãi yêu người, nụ cười thắm trao lời dấu yêu. Và từng vì sao kia tựa yêu thương đôi ta sẽ còn mãi trên bầu trời kia. Tận sâu trong tim ngàn lời chào em, mượn giấy bút viết hoa vào câu ca. Ngày tháng xưa kia mình tựa vai nhau đã cho anh bao mơ ước. Và nhé, cứ thế từng mùa trôi qua, hạnh phúc đôi ta càng ngọt hương thêm. Ngày vui sẽ
Vậy là chính thức bây giờ em làm vợ anh. Về làm nàng dâu sống cùng anh đến khi bạc đầu. Dù đời gian nan em vẫn luôn kề vai sát cánh. Để ngày hôm nay thay lời anh muốn nói ra. Từ khi gặp em anh cảm thấy à đây người mà bấy lâu nay mà ba mẹ anh khuyên anh lấy. Cùng anh đi qua bao khó khăn, dẫu có sóng gió ai nhọc nhằn, hy sinh vì anh cố gắng. Anh sẽ là bờ vai cho em đến tựa vào, nhẹ nhàng tựa làn mây gió cuốn theo mang em về đây. Anh sẽ là ngọn sóng thu đông, và khi thu đến thì anh gom ánh sao để cho đêm đêm kết thành vương biển, và để mùa đông đám cưới đôi mình. Và mùa đông năm nay thì đó là mùa thương mùa nhớ, mùa để con tim ấm áp đợi chờ nhau, mùa để quả cau thì được sánh với lá trầu, em ăn vào cho đỏ làn môi. Và đông qua thì xuân lại về, mùa xuân là mùa của hình ảnh hoa đào, hoa mai, hoa cúc luôn nở trong nắng xuân, và đặc biệt hình ảnh của tình yêu đôi lứa. Bởi vậy trong thế giới mà chúng ta đang sống, không có màu sắc nào lạnh đẹp rực rỡ bằng màu sắc của tình yêu, và không có thanh nào lạnh ngọt nào và lãng mạn bằng thanh âm của tình yêu. Và chỉ khi yêu chúng ta mới cảm nhận hết những giá trị tươi đẹp tương liêng này. Và ngày hôm nay chúng tôi tin rằng tình yêu đó chính là sợi dây vô hình đã cùng gắn kết giữa hai trái tim, giữa hai tâm hồn vô sâu và chú rể họ đến bên nhau. Kính thưa quý vị thân mến, và trong một sáng ngày hôm nay với một nghi lễ đầu tiên, chúng tôi xin được trân trọng và giới thiệu với toàn thể quý vị, và theo như phong tục cưới hỏi cổ truyền của người Việt Nam thì miếng trầu là đầu câu chuyện. Có lẽ trân trọng và kính mời toàn thể quý vị chúng ta hãy cùng lắng nghe đôi lời ý kiến phát biểu tới từ hai bên gia đình. Trưởng đoàn văn viên của Hòa Nhà Trai, chúng tôi xin được trân trọng và kính mời ông Phùng Mạnh Tuyên. Bên phía văn viên của Hòa Nhà Gái, trân trọng và kính mời ông Nguyễn Ngọc Khang. Hai vị trưởng đoàn của hai bên gia đình sẽ cùng hiện diện ra ngoài sân khấu để ngay sau đây sẽ có lời ý kiến phát biểu tuyên truyền. Xin được trân trọng và kính mời. Và một trang vị trưởng đoàn của hai bên gia đình. Nằm trong gói người ta, trai tài gái sắc khéo là lửa nhau. Chuyện tình duyên có chầu cau, cha mẹ dạm hỏi hai bên tròn ngày mừng. Và mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với lời ý kiến phát biểu đầu tiên trong buổi sáng ngày hôm nay. Và trân trọng kính mời quý vị sẽ cùng lắng nghe vị trưởng đoàn quan viên của Hòa Nhà Trai, ông Phùng Mạnh Tuyên. Xin phép sẽ có lời ý kiến phát biểu thưa chuyển tới quan viên bốn họ. Và trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta hãy cùng lắng nghe. Kính thưa các cụ, các ông, các bà bên Hòa Nhà Gái cùng toàn thể các quý vị quan khách và các bạn thanh niên nam nữ. Tôi giới thiệu, tôi là Tuyên và là đại diện cho Hòa Nhà Trai. Trước hết thì tôi xin đại diện cho Hòa Nhà Trai xin gửi lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe đến toàn thể các cụ, các ông, các bà Hòa Nhà Gái. Cụ, các ông, các bà Hòa Nhà Gái đã tổ chức lễ cháu Dũng và Hiền ngày hôm nay ạ. Báo cáo các cháu đã quyết định tiến tới hôn nhân và xây dựng hạnh phúc trăm năm với nhau. Các cháu cũng đã bàn bạc với cả bên gia đình và xin phép hai bên gia đình và được hai bên gia đình đồng ý. Nên hôm nay Họ Nhà Trai chúng tôi có mặt ở đây có chuẩn bị một số các cái mâm lễ vật để mang sang bên Họ Nhà Gái. Xin hỏi cưới cháu Hiền cho cháu Dũng. Nhà ta bên Họ Nhà Gái chấp thuận để cháu Hiền của bên Họ Nhà Gái. Xin cảm ơn ạ. Kính chúc các cụ công các bà bên Họ Nhà Trai. Tôi là Nguyễn Ngọc Khang, đại diện cho Họ Nhà Gái. Hôm nay trước hết là gửi lời cảm ơn tới các cụ công các bà bên Họ Nhà Trai đã có mặt trong ngày tổ chức dẫn lễ ngày hôm nay. Xin chúc sức khỏe toàn thể các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể quan viên hai họ có sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống. Họ Nhà Trai và Nhà Gái sẽ trao và nhận lễ ngày hôm nay. Tôi xin hết ạ, xin chân thành cảm ơn. Chính em mơ.
Từ khi gặp em anh cảm thấy à đây người ba bấy lâu nay mà ba mẹ anh khuyên anh lấy. Cùng anh đi qua bao khó khăn, dẫu có sóng gió ai nhọc nhằn, hy sinh vì anh cố gắng. Tựa lặn mây gió cuốn theo mang em về đây, anh sẽ là ngọn sóng, em là bữa cát trắng, sóng xanh ngã vào bờ, anh có em tình tựa như mơ. Em sẽ là cô dâu xinh như đất trên đời, dịu dàng tựa ngàn vạt nắng đang chiếu soi đường tình dẫn lối, ngồi tựa đầu vào vai nhau hét lên với cả thế giới. Có em trong cuộc đời là điều tuyệt vời nhất. Anh sẽ là bờ vai cho em đến tựa vào, nhẹ nhàng tựa lăn mây gió cuốn theo mang em. Kính thưa các cụ không các bà cùng toàn thể quan viên hai họ, lễ ăn hỏi của các cháu thì đã được hoàn tất và hôm nay chúng tôi tiếp theo với chương trình này là chúng tôi có cái lễ dẫn cưới để chuẩn bị cái buổi thành hôn của các cháu cho ngày mai, để được cái buổi ăn hỏi của các cháu và cưới ngày hôm nay được thành công tốt đẹp. Tôi xin cảm ơn. Thưa các cụ ông các bà cùng toàn thể các vị khách quý, sau lễ ăn hỏi đại diện cho họ nhà gái chúng tôi đã xin nhận và dâng lên trên tổ đường. Sau đây là dẫn lễ cưới, thì thay mặt cho họ nhà gái chúng tôi xin nhận những lễ vật mà các cụ công ông bà đã dâng lễ rất là chu đáo. Tôi xin chân thành cảm ơn. Sai, thưa anh sẽ mãi là chồng của em.
đi em còn chờ gì? Hôn em đi anh còn chờ gì? Từ nay về sau mình chung bước đi. Yes, I do, anh yêu em hơn ngàn đắm say. Yes, I do, em yêu anh trong từng phút say. Yêu nhau đến mãi về sau, bên nhau đến khi bạc đầu. Mình sẽ hạnh phúc dù ở nơi đâu, chỉ cần có nhau. Yes, I do, anh sẽ mãi là chồng của em. Yes, I do, em sẽ mãi là vợ của anh. Hôn nhau đi em còn chờ gì? Hôn em đi anh còn chờ gì? Từ nay về sau mình chung bước đi. Yes, I do, anh yêu em hơn ngàn đắm say. Chỉ cần có nhau. Buổi chiều ngày hôm đó em đang ngồi trước hiên nhà, cầm thiệp hồng anh trao. Ôi sao tim em nhói đau, người đó hơn em chỗ nào mà anh lại nhận trâu cáo. Ngày mai sẽ hoa rực anh đi tới nơi nào. Những ngày từng chung lối anh giờ đã quên rồi, bỏ lại tình yêu xưa em đành chúc phúc cho anh. Cuộc sống cơ hàng nên chẳng thể giữ anh ở bên mình, nghèo như em nên đâu dám mơ không dám. Giữa bóng đêm anh chưa thể ngủ được,
nỗi nhớ em vu vơ bất thường. Cảm giác đắm say cứ thế đong đầy trong nơi trái tim. Là thứ bấy lâu nay anh đã kiếm tìm. Những câu chuyện thật dài mỗi tối, những phút giây ngập ngừng bối rối. Tiếng em cười và lời em nói khiến em giờ đang như quên mơ lối. Những khi chạm nhìn vào đôi mắt, anh chỉ muốn ôm em thật chặt để anh nói em nghe, nói em nghe lòng anh. Người ơi em có biết anh đã yêu em rất nhiều, yêu em rất nhiều. Chẳng cần những lý lẽ để nói nên câu tình yêu. Làm như không quan tâm nhưng anh thực sự nhớ em. Muốn được chờ che cho em. Thân mến, tạo hóa đã sinh ra chúng ta,
ai cũng vậy, đều có một trái tim nguyên vẹn. Tuy rằng ở đó chỉ có một nửa yêu thương mà thôi. Nhiệm vụ của mỗi con người đó chính là đi tìm lấy những mảnh ghép cho câu chuyện tình yêu của mình. Từ khi còn nhỏ còn bé thì cô dâu chú rể họ đã được nuôi dạy trong vòng tay yêu thương, đùm bọc của ông bà cha mẹ hai bên gia đình sẽ đời đời nở hoa. Cô dâu Nguyễn Hiền, mỉm cười đang tươi trẻ, chú rể mạnh dũng, anh đang trẻ khỏe và đẹp trai nhất quê hương của chúng ta. Càng nhìn mới thấy cảm sinh, cho nên tôi mới dẫn chương trình lễ phu quy và câu chuyện lễ phu quy của cô dâu và chú rể được ví như ánh trăng thơ. Bởi vậy mới có câu nói rằng thưa quý vị, ước gì anh lấy được nàng để anh mua gạch bát tràng về xây, xây dọc rồi lại xây ngang, xây lâu đài hạnh phúc để anh đón nàng về ở chung. Và ngày hôm nay điều ước của chú rể cũng đã trở thành hiện thực khi mà chiếc xe mang biển số hạnh phúc cũng đã cập bến tình yêu. Được sự nhất trí của hai bên gia đình, ngày lành tháng tốt thì hai bên gia đình long trọng tổ chức lễ phu quy, lễ thành hôn để chúc mừng Nguyễn Hiền và Mạnh Dũng. Kính thưa quý vị, vào ngày hôm nay ngày 3 tháng 4 tức ngày 25 tháng 2 năm 2024, khi được sự nhất trí của hai bên gia đình, ngày lành tháng tốt thì hai bên gia đình long trọng tổ chức lễ phu quy. Và ngày hôm nay thì quan viên của họ nhà trai cũng đã sửa soạn chu đáo với lễ cưới chầu xin dâu. Và ngay sau đây mời quý vị chúng ta hãy cùng nhau và ổn đến những vị trí chỗ ngồi, và mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những lời ý kiến phát biểu trong đại lễ phu quy của ngày hôm nay. Và xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe vị trưởng đoàn quan viên của họ nhà trai ông Phùng Mạnh Tuyên ngay sau đây sẽ cùng hiện diện tại sân khấu để có lời ý kiến phát biểu và đặc biệt những lời xin dâu. Xin được trân trọng và kính mời toàn thể quý vị chúng ta hãy cùng lắng nghe. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, bên họ nhà gái, tôi tự thiệu tôi là bác Nguyễn Trúc. Đầu tiên thì tôi xin cho tôi thay mặt họ nhà trai xin gửi lời chào trân trọng đến toàn thể các cụ, các ông, các bà của hai bên bốn họ, cùng toàn thể nam nữ thanh niên, bạn bè thân thiết của các cháu một chút thời gian có mặt trong cái buổi lễ ngày hôm nay. Trải qua rất nhiều tháng quen biết và tìm hiểu với nhau thì các cháu đã được hai bên gia đình chấp thuận và cơ quan chính quyền đã công nhận. Ngày hôm nay tôi thay mặt cho gia đình nhà trai có cây trầu mang sang đây để xin được đón cháu Hiền về làm dâu ông bà Thiên Hiến và cháu dâu của dòng họ chúng tôi. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể hai họ, tôi là Nguyễn Ngọc Khang, là ông trẻ của cháu Hiền. Tôi thay mặt cho họ nhà gái trước hết là xin chúc toàn thể các cụ, các ông, bà trong hội hôn hôm nay có sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống. Tôi cũng thay mặt cho họ nhà gái xin được tiếp nhận lễ xin dâu của bên họ nhà trai và đã mang lên để thờ và lễ trên tổ đường. Các bà đã có mặt ngày hôm nay tại lễ phu quy của cháu Hiền. Sau đây là để mời các cụ, các ông, các bà xơi nước rồi để cho các cụ, các ông, các bà nhà trai đón cháu Hiền về làm dâu bên họ, bên các cụ nhà trai. Xin được trân trọng và cảm ơn vị trưởng đoàn quan viên của họ nhà gái. Chỉ là giấc mơ đối với ai, chắc có lẽ sẽ chẳng ai yêu được anh đâu vì anh xấu hơn con gấu. Và em đến bên anh như là mơ, cho anh thôi ngẩn ngơ và mong chờ. Em đã mang cho anh những nỗi nhớ đem về cướp thích suy tư làm thơ. Ôi cuộc sống năm nay đã khác xưa, không còn game, không còn lập đèn cầu mưa. Xuống phố thì không sợ một mình nữa, yêu em anh sẽ mãi là điểm tựa. Người yêu anh sẽ yêu và yêu mỗi em thôi, sẽ không xa rời bên anh trọn đời em nhé. Người yêu ơi anh muốn trao tặng em những bông hoa, cùng hát lên câu ca chỉ có em và mỗi em forever. Love you forever ever 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 ever. Love you forever ever 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 ever
ngày riêng của đôi chúng ta. Dạ em đi ăn kem tặng em một bó hoa. Bữa đi bên anh lòng em vui em hát ca. Em hát ca say la la. Nhìn ngắm nụ cười em anh thấy yêu đời hơn. Baby trong trái tim anh. Và em okay. Em là đối với anh em là nàng Juliet. Với vẻ đẹp trên từng cm. Nắm tay em đi khắp thế gian. Và ngay cả khi lên tới đỉnh Everest. Của cháu Hiền. À, giao thịnh đây rồi. Sau một quá trình tìm hiểu của hai cháu, được cho hai cháu hứa hẹn lên đôi vợ chồng, bỏ công nhưng hẹn cùng mong, được sự thỏa thuận của chính quyền địa phương, được sự thỏa thuận của hai ba hai bên gia đình, cho hai cháu đồng tình liên duyệt. Thưa các quý vị đại biểu, hôm nay được ngày lành tháng tốt, hai gia đình tổ chức lễ buổi thành hôn cho hai cháu chúng tôi. Chúng tôi rất vinh dự được đón tiếp các quý vị đại biểu bốn họ để về dự buổi lễ đón dâu của cháu chúng tôi. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Rằng anh yêu em nhiều không, anh không biết phải nói thế nào để đúng với cảm xúc trong lòng. Khi anh nhìn em là anh thấy cuộc đời anh, là quá khứ và cả tương lai, là hiện tại không bao giờ phai. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng, nhưng không có nghĩa không rộng lớn. Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời, mong em hãy cảm nhận thôi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em, anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Gặp nhau chẳng biết trước lần đó sẽ là lần cuối anh yêu một ai trên đời. Anh không còn mơ gặp và yêu ai được nữa.
trong anh vẫn luôn thầm lặng, nhưng không có nghĩa không rộng lớn. Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời, mong em hãy cảm nhận thôi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những ngang mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Rộng hơn cả đất, xinh hơn cả trời. Anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những ngang mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ trong anh bây giờ có lẽ hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xinh hơn cả trời. Anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những ngang mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Thưa quý vị, ngày hôm nay một không gian cưới phải nói rằng thật đẹp và không gian thật lãng mạn để chào đón những tình cảm thân thiết. Sự hiện diện của các cụ, các bà, cô dì, chú bác, quan viên bốn nhỏ đã có mặt tham dự lễ cưới của Mạnh Dũng và Nguyễn Hiền. Thưa quý vị, và những lời nói đầu tiên cho phép Tiến Dũng về dẫn chương trình, xin phép được thay lời hai bên gia đình và đặc biệt cô dâu chú rể xin được gửi tới những sự hiện diện của tất cả quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành, một lời chào nồng nhiệt nhất. Quý vị thân mến, và người ta vẫn thường nói rằng định mệnh là từ thật đặc biệt, nó đưa chúng ta đến những nơi cần phải đến, gặp những người cần phải gặp và yêu những người cần phải yêu. Và trong câu chuyện tình yêu của cô dâu chú rể, họ là hai người xa lạ nhưng định mệnh cũng đã cho họ gặp nhau. Trải qua quá trình quen biết và tìm hiểu, tình yêu của họ đã đơm hoa kết trái. Họ đã quyết định chèo lái con thuyền tình yêu đi tới bến bờ của hạnh phúc. Và thưa quý vị, điều đó cũng là lý do để toàn thể quý vị đang cùng có mặt tại đây để cùng nhau lan tỏa sự yêu thương và cùng nhau đong đầy những cảm xúc. Và ngay sau đây, chúng tôi sẽ không làm mất thời gian của toàn thể quý vị nữa. Một tràng pháo tay thật lớn của toàn thể quý vị để chào đón chàng trai vô cùng lịch lãm điển trai của chúng tôi. Xin mời chú rể Mạnh Dũng sẽ cùng hiện diện tại sân khấu ngay bây giờ. Xin mời. Thưa quý vị thân mến, một chàng trai vô cùng lịch lãm điển trai của chúng tôi. Và ngay sau đây, thưa quý vị, thay mặt lời chào, lời chúc, lời cảm ơn, thì có lẽ mời toàn thể quý vị sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc vô cùng đặc biệt để toàn thể quý vị sẽ cùng chào đón sự hiện diện của chú rể và đặc biệt là cô dâu ngày hôm nay. Và mời toàn thể quý vị sẽ cùng lắng nghe với một ca khúc được mang tựa đề
Cưới Đi. Mời quý vị xem cùng lắng nghe. Cưới Đi. Có lẽ xin hỏi toàn thể quý vị, chàng trai mảnh dũng của chúng tôi có đẹp trai không ạ? À? Xứng đáng một tràng pháo tay thật lớn thưa quý vị. Cảm ơn quý vị. Còn cô dâu Nguyễn Hiền thì sao ạ? À? Rất xinh đẹp, lung linh cái bộ váy cưới. Phải nói rằng họ là một đôi trai tài gái sắc. Hôm rẻ hãy cùng cúi chào tới tất cả quý vị, xin mời ạ. À. Thưa quý vị, để nói về tình yêu, nói về sự ngọt ngào, lãng mạn của cô dâu và chú rể, thì dù có nói bao nhiêu đi chăng nữa vẫn là thiếu. Vì vậy chúng tôi sẽ nói một chút về hôn nhân. Hôn nhân không phải là nơi mà con thuyền tình cập bến, nó còn là nơi mà hai người yêu nhau, họ nguyện cùng nhau vượt qua những phong ba bão táp. Thưa quý vị, và chúng tôi mong rằng từ đây quý vị chúng ta hãy cùng nhau vượt xây nước xây chầu. Và mời quý vị sẽ cùng lắng nghe vị trưởng đoàn quan viên của Hòa Nhà Gái, ông Nguyễn Ngọc Khang, sẽ có lời ý kiến phát biểu tới quan viên bốn họ. Xin được trân trọng và kính mời.
các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể các vị khách quý, cả bên họ nhà trai và họ nhà gái. Hôm nay tôi là Nguyễn Ngọc Khang xin làm đại diện cho họ nhà gái đưa cháu Hiền về làm dâu của các cụ, các ông, các bà bên họ nhà trai. Lần đầu tiên tôi xin chúc các cụ, các ông, các bà trong hai họ chúng ta luôn luôn có sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và thành đạt. Thưa các cụ, các ông, các bà, các cháu cha trải qua thời gian tìm hiểu yêu thương và đến ngày hôm nay là đã kết trái. Hai họ chúng ta đã vun đắp cho tình yêu của hai cháu. Đến ngày hôm nay hai cháu đã nên duyên vợ chồng. Chúng ta có mặt ở hội trường thành hôn ngày hôm nay để chúc phúc cho các cháu luôn luôn hạnh phúc và tình yêu mãi mãi. Sau đây là tôi cũng xin gửi cháu Hiền, trao cháu Hiền cho các cụ, các ông, các bà bên họ nhà trai thương yêu đùm bọc cháu về làm dâu của các cụ. Xin các cụ nhận tình cảm yêu thương và trao cho các cháu tình cảm yêu thương để cháu được hạnh phúc bên gia đình và bên chồng con sau này. Xin chân thành cảm ơn tất cả các cụ, các ông, các bà bên họ nhà trai luôn luôn dành những tình cảm yêu thương nhất. Xin được dành những lời cảm ơn trân trọng nhất tới vị trưởng đoàn quan viên của họ nhà gái, ông Nguyễn Ngọc Khang đã có lời ý kiến phát biểu và đặc biệt thưa quý vị những lời trao dâu. Thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể quan khách, tôi được phép xin giới thiệu là tôi là Tuyên và là trưởng đoàn họ nhà trai. Hôm nay tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành, lời chào trân trọng nhất tới toàn thể các quý vị, các ông, các bà nội ngoại, bạn bè thân thiết của hai cháu. Gia đình chúng tôi xin tiếp nhận cháu Hiền về làm dâu của ông bà Thiên Hiến và dòng họ nhà chúng tôi. Cũng nhân đây tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến ông bà Mạnh Huê đã sinh thành cho cháu và đã nuôi dạy cháu khôn lớn để gia đình chúng tôi có một nàng dâu Hiền. Cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt tại hôn trường ngày hôm nay để dự buổi lễ thành hôn của hai cháu. Tôi xin chân thành cảm ơn. Xin được dành những lời cảm ơn trân trọng nhất tới vị trưởng đoàn quan viên của họ nhà trai, ông Phùng Mạnh Tuyên đã có lời ý kiến phát biểu, chia sẻ, đáp từ và nhận dâu. Kính thưa quý vị thân mến, vào ngày hôm nay Nguyễn Hiền và dưới sự hiện diện chứng kiến của tất cả quý vị, cô dâu chú rể họ đã chính thức nên duyên vợ chồng. Một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho quý vị và cảm ơn hai vị trưởng đoàn của hai bên gia đình cũng đã trao cho nhau những cái bắt tay vô cùng thân thiện để gắn chặt mối tình thông gia thắm thiết. Khép đôi mi cùng một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Vẫn ánh mắt đây sáng long lanh, như trời cao mây trắng trong lành. Đến hôm nay anh vẫn chưa thể tin em đã về đây với anh. Những lúc đứng dưới mái trường xưa, cùng từng xe dưới gốc cây trú mưa. Đến hôm nay ta đã chung một lối, anh không còn phải đi xa đón đưa. Ta giờ đây chung trên mây, ta cùng đón tương lai. Ta cầm tay, ta cùng vui say trên bước đường dài. Như lời hứa anh đã nói ngay từ phút giây đầu, chúng ta sẽ về chung một nhà. Dù gian khó, dù mưa gió, ta cùng đón ngày mai. Ta thường nghe sau cơn mưa là chia sẻ nắng lay. Như lời hứa anh đã nói ngay từ phút giây đầu, chúng ta đã về chung một nhà. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi cùng một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau. Alo em ơi, anh đang lấy xe chuẩn bị ra về. Mười tấm mềm mỏ sau lưng muốn kể về em ngày dài ghê.
công trường nắng gió bụi bặm làm anh mỏi như cả đôi vai. Những chuyện nhỏ to công việc vẫn còn văng vẳng bên tai. Này anh hôm nay anh có thể về về nhà sớm hơn. Buổi tối hôm nay có món anh thích cả nhà chờ cơm. Em ơi hôm nay anh về muộn đang vội đến phòng thu. Bản tin thời sự và mixtape vẫn còn đang ngơ ngủ. Anh biết từ khi lấy em anh chẳng mấy khi phụ em được việc nhà. Cuối tuần vẫn bị hoa đỏ chẳng cùng em được chuyện gần xa. Thêm ngày lo viết câu hát về người ta từ hơi bao đầu. Đi diễn chỗ này chỗ kia tối về với em cũng chỉ có tay không. Cảm ơn em vì như tháng ngày qua em đã đến bên anh. Cảm ơn em đã là hậu phương cho ước mơ trong anh. Xin lỗi em vì như tối em thức muốn nhịn đói chưa cơm. Anh rất yêu em và con bà này anh xin viết tặng hai mẹ con giàu. Đó có thể là thước phim thời thơ ấu, thước phim thời đi học, thước phim gây dựng sự nghiệp vào ngày hôm nay, thước phim được mang tựa đề là Hạnh Phúc. Và hai người đạo diễn cũng chính là hai nhân vật chính của chúng tôi. Họ đã chứng minh rằng tình yêu là có thật và kết quả của một tình yêu đẹp đó chính là hôn nhân. Và ngay sau đây thưa quý vị, với những kiến thức tiếp theo tại câu chuyện cưới của cô dâu chú rể, chúng tôi xin được giới thiệu với tất cả quý vị và đó là hình ảnh chiếc nhẫn cưới sẽ theo cô dâu chú rể chung sống trọn cuộc đời này. Và trước lúc đôi nương sẽ cùng tay trong tay cùng nhau và bắt đầu thực hiện với khoảnh khắc trao nhẫn cưới. Thì xin mời hai bạn hãy quay vào nhau, xin mời. Sao lòng thần thờ kêu là cưới trên dưới hai nhà
Nhanh nhẹn sắp sân không khí tăng hồng lên đần, ai cũng xì xăm đôi mình, nhìn tụi nó tân bới bên. Nhậu sáng đêm rủ năm lít bia năm chục lon, đóng phòng ăn ai lo cuốc lo cài kiếm tiền nuôi con. Hai nhà ta nay thành xuôi, thêm thằng cu hay cô công chúa lại càng vui. Lo măng ăn không là tiêu, anh em chi cút đừng ngủ chơi bơi tôi còn vợ yêu. Đến bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho đứa em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu. Kéo theo đàn trai mừng mâm, coi bối ngày ngày hài lắm. Nàng ơi anh tới, anh đón em về khách tình trăm năm. Yêu thương nhau từ lâu mà anh chỉ muốn yêu lại từ đâu. Yêu em khi còn thơ, yêu cho đến khi ăn lòng bạc hàng đầu. Em ơi em đừng lo, kề bên em luôn luôn có anh. Thề một câu luôn khi yêu là cười. Xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho đứa em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu. Kéo theo đàn trai mừng lắm, coi bối ngày ngày hài lắm. Nàng ơi anh tới, anh đón em về khách tình trăm năm. Cuộc đời không ai khổ bằng cha, nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng chẳng phủ kín công cha. Tần tảo sớm hôm mẹ đôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy, cha che chở cho con. Và ngay sau đây thì ly rượu hiếu thảo hiếu kính, các con yêu xin mãi được dâng lên ba mẹ, để cảm ơn công ơn sinh thành dưỡng dục của ba mẹ, người đã rất vất vả để cho các con có được cuộc sống hạnh phúc. Và ngay sau đây xin được kính mời đôi bên thông gia, xin được kính mời ba mẹ của cô dâu và ba mẹ của chú rể sẽ cùng hiện diện tại sân khấu chính, để ngay sau đây sẽ cùng đón nhận ly rượu hiếu thảo hiếu kính tới từ các con yêu. Bên phía quan viên họ nhà gái, chúng tôi trân trọng và kính mời ông Mạnh bà Huệ. Bên phía quan viên của họ nhà trai, chúng tôi trân trọng kính mời ông Hiến bà Thêm. Với một tràng pháo tay từ quý vị thân mến, và ngay sau đây thì các con yêu xin phát được dâng lên ba mẹ ly rượu hiếu thảo hiếu kính, để cùng đáp lại công ơn sinh thành và cảm ơn công ơn sinh thành của ba mẹ, người đã luôn yêu thương sát cánh che chở cho các con. Và ngay sau đây xin được kính mời ly rượu hiếu thảo hiếu kính đầu tiên, xin được kính mời chú rể sẽ cùng dâng lên ba mẹ vợ của mình ly rượu hiếu thảo hiếu kính. Xin mời chú rể. Và tiếp theo xin được kính mời người con dâu sẽ dâng lên ba mẹ chồng của mình ly rượu hiếu thảo hiếu kính. Xin mời. Hai ly rượu hạnh phúc còn lại xin được kính mời đôi nương sẽ cùng đón nhận. Thưa quý vị, và trên tay của hai bên gia đình lúc này là hai ly rượu hiếu thảo hiếu kính và hai ly rượu hạnh phúc. Chúng tôi sẽ đếm 1, 2, 3, đại gia đình sẽ cùng cùng ly, và cô dâu chú rể sẽ cùng tay trong tay cùng nhau uống ly rượu sao bôi. Và toàn thể quý vị không quên hãy cùng dành những tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho hai bên gia đình đã có thêm dâu hiền rể thảo. Thưa quý vị, 1, 2, 3, xin mời hai bên gia đình sẽ cùng cùng ly, và cô dâu chú rể sẽ cùng tay trong tay cùng nhau uống ly rượu sao bôi. Xin mời. Xin mời cô dâu chú rể sẽ cùng tay trong tay cùng nhau uống ly rượu sao bôi. Và xin được chúc cho cô dâu chú rể trăm năm đình viên mãn, trọn đời nghĩa phu thê. Cảm ơn ba mẹ, và xin được kính mời ba mẹ sẽ cùng nán lại, để ngay sau đây bộ phận media sẽ cùng lưu giữ lại những bức hình để chúc mừng. Miên man riêng anh một mình nơi đây,
những phút giây trôi qua tầm tay, chờ một ai đó đến bên anh lặng nghe những tâm tư nồng là tia nắng ấm, là em đến bên anh cho vơi đi ưu phiền ngày hôm qua, nhẹ nhàng xóa đi bao mây đen vây quanh cuộc đời nơi anh. Phút giây anh mong đến tình yêu ấy, giờ đây là em, người anh mơ ước bao đêm. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Sao có em luôn bên anh trên con đường ta chung đôi, niềm hạnh phúc như trong cơn mơ chưa bao giờ anh nghĩ tới. Phút giây ta trao nhau tình yêu ấy, giờ đây là em, người anh sẽ mãi không quên. Qua vẫn luôn bên người, dù ngày tháng phôi phai.
mình.